lắm ơi. Quá mạng. Ok, hôm nay mình thèm bộ đồ mắm tôm làm quả dễ bàn. Quá dễ luôn bàn. U dồ ơi, quá dễ luôn. Vâng ạ, à, đừng chóng bác. Một nồi nước sôi, một muỗng muối, nửa kin. Ba chị luộc lên. Luộc lên 40 phút. Hôm nay mình nói dân Bắc rồi bạn. Quên dân Huế rồi nghe. Một bọt bún vào vô. Đây đây đây, sôi lên 5 phút. Đây là thịt heo xay băm hết tất cả. Nó đang làm gia vị hướng từ lấm từ lưa vào vô đây rồi bạn. Xuống cưng vô muối tiêu gì cả ok. Đây ra. Một làng thịt heo cốc. Thịt heo cốc. Một muỗng hành tím. Một muỗng tài. Đây, một muỗng cà phê tiêu. Nửa muỗng cà phê hạt nêm. Nửa muỗng cà phê nước mắm. Okay. Mình không cần gia vị nhiều không bạn? Because họ là làm này sẵn rồi là có bỏ gia vị hương từ lấm từ lưa vào vô rồi nghe. Đây, đổ lên. Massage vô. Massage vô cho này thấm. Ú, quên. Cồm. Bụng muỗng cồm, ú cha mà ơi. Đây, bụng muỗng. Rửa xí vào vô, chả của mình. Đây, chả cồm này Hà Nội ơi. Massage vô. Còn bụng chả, cái khuôn này. Đấy, ô vô. Nồi hấp, ú cha mà nóng luôn. Ô vô, hấp lên. 40 phút. Bụng chín rồi đây. Bộ ra, được lần lên. Xăm ạ. Để một bên thôi bạn. Cho hàng rau nữa vì khô. Khô ra và mình cắt ra từng cọc nghe hả. Chả cồm chín rồi. Để bên 3 tục phục bạn. Chả cồm chiên lên. Hai mặt chiên lên. Hai phục hai bên nghe. À, ngon chưa. Vàng hai mặt rồi. Rảo dầu. Đầu chiên lên. Chiên lên ngon rồi. Rảo dầu. Sắc xuống. Thịt ba chỉ. À, ngon chưa bạn. Thịt ba chỉ này có ăn ngon luôn. Thấy chưa ạ? Chả cùm. Ngon thế. Này. Quá juicy luôn đấy mà. À, quá juicy luôn. Đâu xịt một kia cho bạn nghe. Này, bụng. Chứ đông mỹ và không sao bạn. Còn ăn được. Còn ngon đó. Rau tơ lấm tơ lưa. Leo dưa. Trà mại. Tắc. Ớt. Đầu chiên. Chả cồn. Thịt ba chỉ, mắm ruột Bắc, cô ba, đó, thấy chưa? Không phải mắm ruột Huế đâu nghe. Muỗng cà phê, vào vô, đồ đánh. Nửa muỗng đường, đánh lên. Còn thấy bên Việt Nam là bọt lên, sau đây không bọt lên. Thật đánh mạnh nè. Vào vô 2 tỷ nha. Một tay ít. Gì không bạn? Bụng đồ mắm tôm người Việt Nam ơi. Ôi dồi ôi. Ngon thế. Bây giờ con ăn nghe. Gấp nghe. Đây. Bụng đồ mắm tôm. Đây đây đây. Quang xịt vào một miếng cho bạn ăn nghe. Ôi cha mẹ ơi. Thịt gì mà cắt gì mà tà lấm tà lứa. Đây. Đây. Chà cũng nhìn ngon nhìn sướng. Ô chà. Lá tí tô. Chà leo. Xí bụng. Thôi bụng còn sao được. Đây. Chấm vô. Bạn. Mở miệng ra. Ngon. Đó. Vô nghe. Thèm chảy nước miếng bạn. Vô nghe.
Con này rồi. Lần đầu quán nổ mọn này quà ngon dứt nát lắm bạn. Ngon thế. Còn không? Bọn này phải cơm trà cùng. Quá đáng mà. Không hối gì cả luôn. Nhưng từ quán này mới là quả hôi, dưa chắc bầu, vai chắc búa và quả ngon lắm bạn. Ăn món này là ăn món tì tô, dưa dưa rất ngon, không biết sao. Lâu rồi quán thích ăn lá tì tô, chứ quả mấy luôn bạn. Ôi cha mà ơi. Đó, quả này cắt lồn xôn lắm cho lứa thầy cả. Không sao, còn ngon. Đây. Mượn miếng ra. Ngon, vô nghe. Thèm chạy miếng bạn. Xuất sắc không? Hơi buồn xỉu các bạn. Mầm ruột này không bọt lên. Quá ngon luôn. Quán nào bên Việt Nam là làm ngon nhất bạn. Bạn nào quán nha. Nhà Việt Nam mở cửa là quán muốn về thương nha. Quá đáng lắm bạn. Nhớ nha. Ai thèm chưa? Nhớ. Bữa cả quán để bụng hơi ngồi bên hơi lâu nữa đó bạn. Bữa thiệt ra còn không? Hơi xấu xí đó bạn. Bữa quá ngon. Nhật sắc này là còn đặc biệt đó mà. Buồn xỉa không bọt đến đâu. Bà quả đặc biệt. Chà cũng ngon chứ. Quả juicy luôn à. Ngon em. Quá ngon luôn.